Bông hoa cúc trắng. Mẹ ráng ăn một chút cho khỏe nha mẹ. Mẹ không muốn ăn đâu. Mẹ không sao chứ? Máu, trời ơi, mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ mà. Mẹ ơi, mẹ không thể chết, để con đi gọi thầy thuốc. Nhà mình làm gì có tiền hả con? Mẹ hãy chờ con nha mẹ, con sẽ tìm cách mời họ về đây chữa bệnh cho mẹ. Nhà mày còn thiếu cả chục đồng tiền thuốc, tao chưa thèm đòi đấy, còn muốn mua chịu nữa sao? Đi đi. Xin ông hãy cứu mẹ cháu đi. Tao bán thuốc kiếm tiền chứ không phải là làm từ thiện. Nhóc con, muộn rồi tao còn phải đóng cửa. Ông ơi, ông ơi. Không ai chịu bán thuốc cho mình hết. Làm thế nào bây giờ? Mẹ sẽ chết mất. Này cháu gái, sao lại ngồi khóc ở đây? Bà ơi, mẹ cháu bệnh nặng, mà nhà cháu không có tiền mua thuốc. Cháu không muốn mẹ chết. Thì ra là vậy, tội nghiệp cháu quá. Bà ơi, bà có cách gì giúp mẹ cháu sống lâu thêm nữa không? Cháu thương mẹ lắm, cháu không muốn mất mẹ. Ta... Nín đi nào. Ta biết một cách có thể giúp mẹ cháu kéo dài sự sống. Thật hả bà? Cách gì bà nói giúp cháu đi ạ? À? Cháu hãy đi sâu vào rừng, leo lên đỉnh núi, đến bên gốc cây cổ thụ to nhất. Hái một bông hoa cúc trắng duy nhất trên đó. Bông hoa ấy có bao nhiêu cánh thì tức là mẹ cháu sống được hằng ấy ngày. Đây rồi, cây cổ thụ to nhất đây rồi. Bông hoa duy nhất ở đâu? Ơ, 1, 2, 3. Sao bông hoa này chỉ có 5 cánh? Vậy là mẹ chỉ sống được thêm được có 5 ngày thôi sao? Hay không phải là bông hoa này? Mình đã tìm quanh gốc cây nhưng chẳng thấy bông nào khác. Đây chính là bông hoa duy nhất mà bà lão nói sao? Năm ngày, chỉ có 5 ngày thôi sao? Mẹ ơi, con không muốn. Tuyệt quá, bông hoa bây giờ đã biến thành vô vàn cánh. Vậy là mẹ có thể sống thêm được nhiều ngày nữa rồi. Mẹ ơi, mẹ xem con mang gì về này. Mẹ đã khỏe rồi sao? Còn bà, sao bà lại ở đây? Chẳng phải mỗi cánh hoa này tương ứng với một ngày mẹ cháu sẽ sống được trên đời hay sao? Và cháu đã xé bông hoa thành bông hoa vô vàn cánh đúng không? Ôi, tuyệt quá! Cháu cảm ơn bà! Bà chính là bà Tiên à! Bông hoa cúc này tặng cho cháu. Nó tượng trưng cho tình cảm của hai mẹ con, cho lòng hiếu thảo của cháu. Cháu hãy chăm sóc nó thật tốt nhé. Vâng, cháu cảm ơn bà. Mẹ, con yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Nghỉ thôi, tới giờ cơm trưa rồi. Làm gì mà say sưa thế? Ôi, đã 12 giờ rồi à? Hôm nay trời mát, mấy anh em định đi nhậu, đi không? Đi nhậu à? Mà thôi anh ạ. Em... Cậu lại đang đợi ông già đem cơm chứ gì? Chà, con trai từng tuổi này rồi mà ba còn phải đưa cơm đến tận nơi cho. Đúng là nhất cậu rồi. Tại ba em thích như vậy đó chứ. Cháu chào bác. Bác đến đúng giờ quá. Nhất cậu Đức đấy nhé. Vâng, các anh chưa đi ăn à? Tôi ở nhà có việc gì đâu. Nấu cơm đem đến cho nó đảm bảo. Đó, cơm còn nóng, con ăn đi. Thôi, bác cứ ở lại với Đức. Chúng cháu đi đây ạ. Vâng, chào các anh.
Ba, đũa đâu ạ? Ba quên mất. Thế con ăn bằng gì bây giờ? Mà dạo này sao ba hay quên thế? Hôm trước còn quên bỏ muối nữa. Ba thật là, con đã bảo để con đi ăn tiệm với anh em đồng nghiệp cũng được. Ba cứ nấu làm gì cho cực. Sao hôm nay ba tới trễ thế nhỉ? Đã 1 giờ rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Chẳng biết có làm sao không nữa. Mà dạo này ba cũng lạ thật. Hôm qua thì quên đũa, hôm kia thì thức ăn nhạt như không cho muối, hôm nay thì quá trưa còn chưa thấy đâu. Alo. Sao hả? Ba tôi. Ba có sao không? Ba anh không sao. Cụ chỉ bị lạc đường thôi. Lạc đường? Ba tôi sao lại lạc đường được? Ăn cơm đi con. Có lẽ là ba anh bị mắc chứng đãng trí của tuổi già. Là sao? Có người phát hiện ông cụ đang mồ hôi nhễ nhại, cứ đi đi lại lại ở góc phố bên kia. Hỏi ông ấy đi đâu, nhà ở đâu, tên gì cũng không nhớ, nên đưa cụ đến đây. May mà chúng tôi tìm thấy danh thiếp của anh trên người ông cụ, nên mới gọi được cho anh đó. Vâng, cảm ơn anh. Anh mau đưa ông cụ về đi, nhớ phải trông coi cẩn thận, không cụ đi mất đó. Mình về thôi ba. Mà kể cũng lạ, đến tên của mình cụ cũng không nhớ, mà vẫn nhớ phải đem cơm đến cho con. Ông cụ đúng là một người cha tuyệt vời. Ăn cơm đi con, chắc con đói lắm phải không? Mình về nhà cùng ăn nha ba. Ừ, vậy cũng được. Ba, con xin lỗi. Ba ơi, con vô tâm quá. Ăn uống chán quá, chả thấy ngon gì cả. Mấy đứa ra chỗ khác chơi mau, đứa nào hái trộm táo thì biết tay ông. Chán, chán thật. Nhà này chả thiếu thứ gì mà sao lúc nào cũng thấy không được vui. Cái thằng rỗi hơi, nay thấy gánh nước giúp nhà này, mai lại thấy bổ củi hộ nhà khác. Thế mà lại suốt ngày hớt sáo hát ca vui vẻ được. Cậu lại uống chén nước cho đỡ khát đã. Vâng ạ. Hôm nay phải ở lại ăn cơm với già này đấy nha. Ta ăn một mình buồn lắm cháu ơi. Dạ vâng ạ. Cảm ơn cụ. Ông Phú đó à, ông sang uống chén nước cho vui. Thôi cụ ơi, tôi đang buồn chết đi được, uống chén nước thì có gì vui. Ông thấy buồn hả? Vậy thì chỉ còn cách là uống nước giếng vui vẻ mới hết buồn thôi. Giếng nước vui vẻ? Ừ, sâu trong rừng kia có một cái giếng gọi là giếng vui vẻ. Ai uống nước giếng ấy vào thì tâm trạng luôn phấn chấn, yêu đời. Ồ, thật vậy sao? Thế mà cụ không nói sớm, cụ chỉ đường cho tôi tới đó với. Ừ, nhưng mà... Nhưng gì? Cụ cứ nói đi. Tiền bạc bao nhiêu tôi cũng sẽ trả. Tôi không cần tiền bạc. Chỉ cần sau khi uống được nước ấy, về làng, nếu gặp người nào buồn khổ, ông hãy dẫn họ tới giếng nước, hoặc cho họ ít nước uống, để ai cũng có được sự vui vẻ. Ồ, chuyện đó cụ không phải lo, đương nhiên sẽ cho rồi. Đúng đường này rồi, có lẽ sắp tới giếng nước vui vẻ rồi. À, đây rồi. Mình phải cho người đến múc hết nước ở giếng này về nhà cho con cháu, chứ ở đây nhiều người biết là hết ngay. À, mình đã uống nước ở giếng vui vẻ cả tháng nay rồi mà vẫn không thấy vui. Hay là bà cụ lừa mình, lại còn mất công chở cả giếng nước về nhà nữa. Phải sang hỏi bà ấy cho ra lẽ. Này cụ, sao cụ dám lừa gạt tôi? Cả tháng nay ngày nào tôi cũng uống nước từ cái giếng vui vẻ ấy mà chả thấy vui vẻ gì cả.
lại còn thấy bất an, khó chịu nữa là... Vì ông không biết giữ lời hứa. Lời hứa? Lời hứa nào? Ông đã hứa chia sẻ hết giếng nước cho những ai cần đến đó. Vậy mà ông múc cạn giếng nước đem về nhà. Sao bà biết? Bởi nếu ông không làm thế thì ông đã có được niềm vui rất lớn, chứ đâu có như ông nói. Người chỉ biết đến niềm vui của mình thì mãi mãi không có được niềm vui đâu ông Phú ơi.